đội tuyển nữ Việt Nam bất phân thắng bại với đội bóng Nhật Bản. Trong trận giao hữu diễn ra vào chiều ngày 26 tháng 4, đội tuyển nữ Việt Nam đã hòa với đội trường Đại học Thể dục Thể thao Osaka với tỷ số 0-0. Đội tuyển nữ Việt Nam xuất phát với sơ đồ 5-3-2 với 11 cái tên gồm Khổng Thị Hằng, Lê Thị Diễm My, Trần Thị Thúy Nga, Trần Thị Hải Linh, Hồ Thị Thanh Thảo, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Nguyễn Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang, Phạm Hải Yến. Ở hiệp 1, hai đội tạo ra thế trận cân bằng và không bên nào tạo được cơ hội thực sự rõ ràng. Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam có thêm một số điều chỉnh về nhân sự sau khi có Trúc Thanh Thảo ra, thay thế bằng Trần Thị Thu Thảo ở hiệp 1. Theo đó, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Thanh Nhã và Ngân Thị Vạn Sự được tung vào sân để thay cho Tuyết Dung, Thùy Trang và Bích Thùy. Sau 5 phút có mặt trên sân, Thanh Nhã đã đem về cơ hội rõ nét cho đội nhà. Bằng tốc độ của mình, Thanh Nhã đi bóng đột phá, trước khi đối mặt với thủ môn và dứt điểm ra ngoài, bỏ lỡ cơ hội rõ ràng đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam. Phút 60, huấn luyện viên Mai Đức Chung tung Trần Thị Thu vào sân, thay thế cho Diễm My. Tới phút 65, đội tuyển nữ Việt Nam lại cơ hội ăn bàn. Thái Thị Thảo nhận đường chuyền từ biên trái của Hải Yến nhưng lại đưa bóng đi vọt xa. So với nửa đầu trận đấu, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam chơi tốt hơn hẳn trong những phút của hiệp 2. Ít phút sau khi tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn, Hải Yến thực hiện cú đánh đầu từ quả phạt góc của đội nhà, đưa bóng đi trúng thủ môn đội bạn. Tới phút 83, Ngân Thị Vạn Sự có tình huống xử lý bóng thông minh, loại bỏ hậu vệ đối phương, dứt điểm chệch cột dọc. Phút 90, Dương Thị Vân dứt điểm, nhưng bóng lại tìm đến vị trí của thủ môn đội bạn. Trước cú dứt điểm này, Vạn Sự đã có đường chuyền bóng tốt đưa đồng đội vào thế thuận lợi. Chính cầu thủ nhỏ con này cũng là cầu thủ có cơ hội cuối cùng của trận đấu. Phút 92, Vạn Sự đi bóng loại bỏ hậu về đối phương, đột phá vào vòng cấm. Nhưng cú sút của cô chưa đủ độ chính xác cần thiết. Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam hòa đội trường Đại học Thể dục Thể thao Osaka tới tỷ số 0-0. Đây là trận giao hữu cuối cùng của đoàn quân ông Mai Đức Chung trong hành trình chuẩn bị cho SEA Games 2023.